Trân trọng kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý. Hội An tôn tạo nâng cấp hơn 2.400 mộ liệt sĩ. Diễn đàn phụ nữ Hội An khởi nghiệp sáng tạo với mô hình workshop. Ấn tượng từ chương trình thời trang Phương Đông rực rỡ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể, xã phường cùng đại diện các tầng lớp nhân dân Hội An đã tổ chức lễ dân hương và khánh thành công trình tôn tạo nâng cấp hơn 2.400 mộ liệt sĩ. Khởi công từ ngày 23 tháng 10 năm ngoái, đến nay công trình tôn tạo nâng cấp hơn 2.400 mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hội An đã hoàn thành. Công trình có vốn đầu tư gần 17 tỷ đồng, với 85% vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, còn lại từ ngân sách thành phố, nhằm tu bổ hơn 2.400 phần mộ, nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Đặc biệt năm nay thì tôi lên là thắp hương cho ông anh, thì tôi thấy nghĩa trang liệt sĩ được tăng trang là rất là đẹp. Điều này thì đối với bản thân tôi, cũng như tất cả có cái thân nhân liệt sĩ nằm trên cái địa bàn của thành phố Hội An rất là vui mừng, rất là phấn khởi. Tôi đều mừng vui quá đây, tôi thấy cái nghĩa trang rất là đẹp, rất là khang trang. Tôi thấy là rất là yên lành. Từ trước đến nay, tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hội An có 2.441 phần mộ được làm bằng chất liệu đá rửa. Khi tu bổ, toàn bộ chất liệu đá rửa được thay thế với thân mộ ốp đá granite, bia mộ bằng đá đồng bộ một quy cách. Bình hoa cũng bằng đá đặt hàng theo mẫu. Khoảng cách giữa các mộ và lối đi giữa các dãy mộ trước đây được băm nền bê tông gạch vỡ cũ, nay thi công lại bằng bê tông đá. Được biết, sau khi hoàn thành tu bổ hơn 2.400 phần mộ, Hội An tiếp tục đầu tư tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ thành phố với kinh phí dự kiến hơn 10 tỷ đồng. Theo đó, sẽ tiếp tục đầu tư cải tạo nhà bia đã xuống cấp, bổ sung thông tin đầy đủ của các anh hùng liệt sĩ, đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, cải tạo cảnh quan, cây xanh, lối đi, xây dựng nhà đón tiếp, nhà để xe tại khu vực đối diện với nghĩa trang. Thì đối với công trình nghĩa trang liệt sĩ thành phố thì còn nhiều các hạng mục chúng ta phải tiếp tục đầu tư, như là nhà quảng trang, như là nhà bia, như là điện chiếu sáng, để làm sao đó sau này biến cái nghĩa trang liệt sĩ trở thành một cái công viên liệt sĩ, để nơi đây là các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân và đặc biệt là tuổi trẻ đến đây để sinh hoạt, để ghi nhớ, để tri ân những người đã khuất. Việc đầu tư tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ thành phố không chỉ đảm bảo nơi yên nghỉ của những người con quê hương đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn làm cho nơi đây thành địa chỉ văn hóa, nơi tổ chức các hoạt động về nguồn, thắp nén tri ân, giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hội An vừa tổ chức tọa đàm khoa học di tích các nhà lao thực dân đế quốc ở Hội An, giá trị bảo tồn và phát huy. Các tham luận và ý kiến phát biểu của các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa và đại biểu tù y nước trong và ngoài thành phố đã cung cấp bổ sung thêm tư liệu, sự kiện lịch sử liên quan đến di tích, nhận diện những giá trị và định hướng công tác bảo tồn, phát huy giá trị đối với di tích, nhất là xác định, đánh giá giá trị tiêu biểu để xây dựng hồ sơ khoa học trình xếp hạng di tích cấp quốc gia, di tích các nhà lao Hội An. Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An từng là trung tâm hành chính cấp tỉnh của chính quyền thực dân Pháp và chính quyền Tây Sai Đế quốc Mỹ. Từ cuối thế kỷ 19 đến tháng 3 năm 1975, bên cạnh việc thiết lập các cơ quan đầu não, chính quyền thực dân đế quốc còn xây dựng ở Hội An các nhà lao quy mô để giam cầm, tra tấn, hành hạ về thể xác nhằm tiêu diệt ý chí đấu tranh của những chí sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước Quảng Nam Đà Nẵng cũng như các tỉnh lân cận đã tham gia các phong trào đấu tranh kháng Pháp, chống Mỹ và chính quyền Tây Sai. Giai đoạn đầu thế kỷ 20 đến năm 1945 có nhà tù Phai Phô thuộc địa phận phường Sơn Phong hiện nay. Giai đoạn 1947 đến 1954 và 1955 đến 1959 có nhà lao Thông Đăng thuộc địa phận phường Cẩm Phô. Giai đoạn 1960 đến 1975 có nhà lao Xóm Mới hay còn gọi là nhà lao Hội An thuộc địa phận phường Sơn Phong. Nhà lao Thông Đăng và nhà lao Xóm Mới đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Một số tham luận và ý kiến phát biểu tại tọa đàm cũng đã tập trung giới thiệu tấm gương kiên trung bất khuất của những người con ưu tú xứ Quảng bị giam cầm tại các nhà lao ở Hội An. Trong đó có các vị lãnh tụ của Đảng và nhà nước ta như cụ Huỳnh Thúc Kháng, đồng chí Võ Chí Công, nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Trong đó có đồng chí Phan Văn Định, Bí thư tỉnh ủy đầu tiên cùng nhiều tấm gương đấu tranh anh dũng của tù yêu nước.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày hội TechFest lần thứ tư của tỉnh Quảng Nam diễn ra vào tháng 8 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An đã tổ chức diễn đàn Phụ nữ Hội An khởi nghiệp sáng tạo với mô hình workshop năm 2023. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã mời chuyên gia kết nối và dẫn dắt chương trình, truyền cảm hứng và kinh nghiệm, kết nối những câu chuyện trong hành trình khởi nghiệp để giúp chị em phụ nữ Hội An học hỏi, mạnh dạn tự tin trao đổi về kiến thức cũng như chia sẻ cách thực hiện từ ý tưởng đến khởi nghiệp. Chúng tôi có thể là mời những cái diễn giả hoặc là những người truyền cảm hứng đến cho hội viên phụ nữ, những người đã và đang khởi nghiệp phải xác định lại mục tiêu của mình hướng đến là gì và mình cần trao đổi cái gì và mình học thêm được cái gì và lợi ích từ cái workshop này mang lại khi các bạn tham gia khởi nghiệp thì sẽ được cái gì ở trong này. Với mô hình workshop, một mô hình đã và đang phổ biến ở nhiều thành phố lớn, được tổ chức với nhiều lĩnh vực, tạo cơ hội kết nối và nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, quảng bá sản phẩm hiệu quả. Mô hình giúp tất cả cán bộ hội viên phụ nữ đã, đang, sẽ và thậm chí chưa tham gia vào hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, có động lực sáng tạo, có những ý tưởng khởi nghiệp ngày càng nhiều hơn. Tham gia cái ngày hội diễn đàn khởi nghiệp này cùng với lại chương trình workshop thì em cảm thấy là rất là vui. Mọi người đã cảm thấy là tự tin rất là nhiều khi mà tham gia một cái chương trình khởi nghiệp. Tại diễn đàn Phụ nữ Hội An khởi nghiệp sáng tạo với mô hình workshop 2023, một số nhà khởi nghiệp và hội viên phụ nữ 13 xã phường đã tận dụng để giới thiệu sản phẩm xanh của mình. Hôm nay chúng em mang tới những sản phẩm ngũ cốc về đông trùng hạ thảo và rong biển. Mong muốn tất cả mọi người sẽ biết về chúng em nhiều hơn. Tôi thấy cuộc gặp gỡ này rất là vui. Chị em phụ nữ chúng tôi có những bàn tay khéo léo làm ra những cái sản phẩm như là bánh mứt, có đem tới để quảng bá. Là một thành phố phát triển về du lịch dịch vụ, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An đã triển khai thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, tạo cơ hội và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Qua đó nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và xây dựng thành phố du lịch năng động, sáng tạo. Em hy vọng là qua cái chương trình của Hội Phụ nữ thành phố Hội An ngày hôm nay thì em sẽ được học hỏi thêm nhiều điều và có thể về áp dụng cho cái công ty của mình để phát triển sản phẩm một cách là Hội An hơn, truyền thống hơn và thân thiện với môi trường hơn. Thành phố Hội An vừa tổ chức thành công giải bóng đá truyền thống thiếu niên thành phố Hội An hè 2023. Kết quả chung cuộc, đội bóng đá thiếu niên phường Cẩm Châu đã đoạt chức vô địch. Ban tổ chức đã trao giải nhì cho đội bóng đá thiếu niên phường Cẩm An, đội bóng đá thiếu niên xã Cẩm Hà và xã Cẩm Kim đồng hạng 3. Ban tổ chức cũng trao giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải, thủ môn xuất sắc nhất giải, cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây là giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, lành mạnh cho thiếu niên thành phố trong dịp hè. Cũng trong dịp này, từ thành phố đến các xã phường cũng tổ chức nhiều giải đấu thể thao. Các giải đấu diễn ra sôi nổi, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, học hỏi và góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn thành phố. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8, tại phố cổ Hội An sẽ diễn ra sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 19 năm 2023. Sự kiện có nhiều hoạt động như giao lưu nghệ thuật, đua ghe ngang Hội An Nhật Bản và du khách, cắm hoa nghệ thuật, viết thư pháp, gấp giấy origami Nhật Bản, tái hiện đám cưới công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro, vẽ tranh thiếu nhi Hội An với văn hóa Nhật Bản, góc chuyển động xanh, trưng bày các gian hàng vật phẩm, phụ kiện, truyền tranh Nhật Bản và các trò chơi đẩy gậy, nhảy bao bố. Cùng với ẩm thực Việt Nam, Nhật Bản còn có chợ phiên Hội An, tinh hoa trà Việt, triển lãm tranh sơn mài, vũ trụ vi mô và vũ trụ vĩ mô, Hội An nơi tôi sống giữa hai vũ trụ của họa sĩ Seiko Ando. Trưng bày ảnh tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An và Nhật Bản. Đặc biệt, năm nay còn có chương trình ca nhạc Anison biểu diễn các ca khúc theo chủ đề của các bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản, giới thiệu văn hóa Hội An Nhật Bản qua hiện vật, mô hình điêu khắc trên gỗ, củi lũ, v.v. và các tác phẩm nghệ thuật tempera của nghệ sĩ Nhật Bản Ami Yasuhira. Học sinh và du khách còn được trải nghiệm về gốm sứ Nhật Bản trong giao thương mậu dịch qua thương cảng Hội An. Thưa quý vị và các bạn, show diễn thời trang năm 2023 của Vũ Ngọc và Son mang tên Phương Đông Rực Rỡ vừa chính thức diễn ra tại phố cổ Hội An với sự tham gia của nhiều siêu mẫu và hoa hậu Việt Nam trong vũ trụ họa tiết đậm hồn Việt của hai nhà mốt tài năng là Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng. Lần thứ hai trở lại phố cổ Hội An trong dự án thời trang cá nhân,
bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son đã tiếp tục thể hiện thế mạnh pha phối màu sắc, họa tiết trong cảm hứng phương Đông, tạo nên những khoảnh khắc nghệ thuật mãn nhãn khi kết hợp thời trang, âm nhạc, ánh sáng và màu sắc trong show diễn phương Đông rực rỡ. Với sự tham gia của các siêu mẫu Hữu Long, Quỳnh Anh, siêu mẫu Hoa hậu Minh Tú, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Trần Tiểu Vi, Hoa hậu Giáng My, Diva Thanh Lam, v.v. Lần này trở lại Hội An thì chúng tôi muốn thông qua thời trang thì cũng góp phần quảng bá, cũng như là cùng với Hội An để quảng bá hình một hình ảnh Hội An đẹp, rất là đẹp, lung linh đến với bạn bè trong nước và quốc tế thông qua những cái sản phẩm và những cái thiết kế của Vũ Ngọc Anh Son. Mà DNA của Vũ Ngọc Anh Son thì thường là những sắc màu rực rỡ. Chúng tôi là một thương hiệu thời trang chuyên về những thiết kế thời trang ứng dụng. Nhưng mà bên cạnh đó, trong những cái show diễn thì vẫn có những cái thiết kế runway dành riêng để biểu diễn. Và đặc biệt chúng tôi đến với Hội An lần này thì vẫn mang những cái màu sắc rất là Vũ Ngọc và Son, những màu sắc rực rỡ. Và trong cái bộ sưu tập lần này chúng tôi sử dụng các cái họa tiết, đó là thế mạnh của chúng tôi. Gam màu chủ đạo được khai thác trong bộ sưu tập đó là sắc đỏ. Hai nhà thiết kế tiếp tục tôn vinh văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ thời trang qua những thiết kế lấy cảm hứng từ lá tre. Bên cạnh đó là những sắc màu rực rỡ khác như hồng, cam, xanh dương, xanh lá, v.v. Sử dụng chất liệu tự nhiên thân thiện với môi trường, bộ sưu tập đã đưa vải sợi tre vào trong thiết kế, kết hợp kỹ thuật đến kết thủ công. Điểm nhấn là họa tiết tre độc đáo được thêu trực tiếp trên cấu trúc vải trong quá trình dệt. Đáng chú ý, show diễn diễn ra trên một cung đường nằm sát chợ Hội An, sử dụng sản phẩm thủ công đèn lồng và nghệ thuật bài chòi làm nền cho bộ sưu tập. Có một câu nói mà chúng tôi rất là tâm đắc, câu nói của bác Huỳnh Văn Bang, thì bác Ba đã nói là lồng đèn là trái tim của Hội An, đó chính là một trong những cái sáng tạo của chúng tôi lấy cảm hứng từ câu nói đó và những cái cảnh quan, những cái nét đẹp nhất của Hội An, vì Hội An là nơi hội tụ văn hóa của rất là nhiều nước Á Đông. Đó cũng chính là lý do chúng tôi lấy cái tên là Phương Đông Rực Rỡ. Phương Đông Rực Rỡ đã thực sự tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt khi diễn ra tại chợ Hội An, một không gian giàu tính văn hóa lịch sử, nơi từng diễn ra sự giao thương tấp nập, giao lưu đa văn hóa, đa sắc màu và gắn liền với nhịp sống dân dã đời thường của người dân phố Hội. Với cái sự tâm huyết, trách nhiệm và cái tình yêu dành cho Hội An thì hai nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son cũng như là ekip đã phối hợp mà rất là tích cực với thành phố Hội An để mà tổ chức cái sự kiện lần này. Và bằng cái tình yêu đó, bằng cái sự tỉ mỉ đã thổi hồn vào trong từng cái tác phẩm và trong từng cái bộ trang phục, với mong muốn là giới thiệu hình ảnh Hội An, đất và người thông qua những cái bộ trang phục nó mang tính chất là rất là độc đáo và đặc sắc với cái chủ đề là Phương Đông Rực Rỡ. Show diễn thời trang năm 2023 mang tên Phương Đông Rực Rỡ thực sự là một chuyến viễn du ngập tràn màu sắc, ánh sáng, họa tiết đậm chất phương Đông, càng khẳng định quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa đa dạng của Hội An và sức sáng tạo của hai nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son trên nền cảm hứng văn hóa này. Quý vị và các bạn vừa xem chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.